Tập 1. Ông già bán bài học ngàn dặm. Ngày xưa, xưa lắm, ở vùng Tân Cương thuộc Trung Á, có một nước nằm giữa biên giới Trung Hoa và Ấn Độ, gọi là Nhục Di. Tuy là một tiểu quốc nằm giữa hai đại cường quốc, nhưng Nhục Di là một nước có nền văn hóa tiến bộ và một nền kinh tế phồn thịnh. Kinh đô Nhục Chi nằm trên sườn núi lớn, cảnh trí rất đẹp, kiến trúc tân kỳ. Hoàng cung và đền đài nằm trên một vị trí cao nhất, rồi đến bộ viện dinh thự của các công hầu khanh tướng. Phía dưới chân núi là nhà dân chúng và phố phường buôn bán tấp nập quanh năm. Chính ở đây có một cái chợ lớn nhất. Cứ năm ngày lại có một phiên chợ. Dân chúng từ các vùng lân cận đem hàng hóa, vật thực, thổ sản đến đây để đổi lấy những vật dụng cần thiết. Hàng hóa không thiếu một thứ gì, từ ngũ cốc, heo, gà, trâu, bò đến hàng lụa, vải bô, quần áo, từ cây bừa, cuốc xuổng cho đến vàng bạc phấn son, từ trà rượu, thuốc men cho đến hương hoa bánh trái. Người nào muốn cần thứ gì thì có thứ ấy. Ngoài ra còn có những khu dành riêng cho các cuộc giải trí, ca hát, ăn chơi, cờ bạc, rượu chè. Chính ở đây là nơi phức tạp nhất, tụ tập đủ hạng người, nào kinh, nào thường, nào giàu sang, nào nghèo đói, nào hảo hán giang hồ, nào lưu manh trộm cướp, nào văn chương nho nhã, nào vũ phu côn đồ. Hôm nay cũng như mọi ngày phiên chợ khác, người mua kẻ bán đông đảo tấp nập chen chúc khắp nơi. Nhưng đặc biệt là ở khu giải trí, thiên hạ vây quanh một ông già đang trao bán một bài học với giá là 1.000 lượng vàng. Ông già già khoảng 70 tuổi, đầu tóc bạc phơ, chích một cái khăn điều, râu trắng như cước, chải dài xuống quá ngực, da nhăn nhưng ánh mắt trong xanh sáng quắc. Ông mặc một cái áo dài xanh lam, có thêu chữ thọ lớn và một cái quần điều. Chân ông mang giày thêu và tay chống một chiếc gậy có chạm một đầu rồng. Trên đầu rồng có treo lủng lẳng một cái đẩy bằng gấm màu tía, bề dài độ một gang tay, có thêu một con phượng ngầm hạt châu. Ông lão đưa chiếc gậy lên cao cho mọi người thấy, vừa đi qua đi lại, vừa rao với giọng rất trong trẻo: "Ai muốn giàu sang, ai muốn giàu sang, ai muốn mua mài bán đắt, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn văn hay chữ tốt, ai muốn đỗ đạt làm quan, ai muốn trở thành công hầu khanh tướng, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn chồng hòa vợ thuận, ai muốn gia đình êm ấm, ai muốn xóm làng kính yêu, hãy mua bài học vô giá này. Ai muốn tu thân tích đức, ai muốn hưởng phú về sau, hãy mua bài học vô giá này. Hãy mua mau đi kẻo tiếc về sau." Một bà già tò mò chen vào hỏi thử: "Cụ bảo có bài học vô giá thì còn biết bao nhiêu mà mua?" Ông lão trả lời: "Bà thử trả xem, được giá tu bán 5 tiền nghe." Ông lão phì cười: "5 tiền thì bà để mua kẹo, mua bánh cho con cháu bà ăn." Bà lão vẫn cố đầy: "Thì ông muốn bao nhiêu?" "Đắt lắm, chắc bà không mua nổi đâu." Ông lão vừa nói vừa quay đi chỗ khác, nhưng vẫn nghe được bà già rủa mình ở sau lưng: "Ông lão khinh người quá xa, bà mà không mua nổi thì có quỷ sứ mới mua cho ông." Một anh chàng thanh niên ăn mặc xốc xếch, sặc mùi rượu, chến choáng trên đám đông tiến vào vòng trong. Anh ta gọi giật ngược ông lão: "Ê ông già, ông bán gì đó?" "Bán bài học vô giá, muốn làm gì thì được đấy." "Cha, bài học này hay quá ta, sao ông không đem dùng cho ông đi?" "Lão dùng cho lão rồi và dùng rất có hiệu quả." Anh chàng say rượu cười sặc sụa trước khi nói: "Ông đã dùng cho ông rồi hả? Sao ông vẫn nghèo?" "Vì lão không muốn giàu." "Sao ông không thi đỗ làm quan?" "Vì lão không muốn thi đỗ làm quan." "Sao ông không có gia đình con cái hòa thuận để ông nhờ?" "Vì lão không muốn lập gia đình." Anh chàng say rượu cáo tiết chồm tới hỏi: "Cái gì ông cũng không muốn? Ông không muốn cái gì cả thật sao?" "Lão chỉ muốn một chuyện." "Muốn gì?" Ông già nhìn quanh chậm rãi trả lời:
lão muốn bán bài học vô giá này cho người đời dùng. Lão sanh ra đời chỉ để làm một công việc này thôi. Anh chàng thanh niên bực tức trả lời: Vậy thì ông già điên rồi. Ai mà thèm mua bài học của ông làm gì? Người ta mua lúa, mua gạo, mua ruộng, mua vườn, mua nhà, mua cửa, chứ có ai mua bài học vô giá của ông làm gì? Không có bài học của ông thì thiên hạ cũng ăn uống no say, vui chơi phè phẩn, tạo nhà tạo cửa, giàu sang sung sướng cả đó kìa. Ông già thấy không? Ông già vừa xoay qua phía khác vừa trả lời: Nhưng nếu có bài học của lão thì thiên hạ càng giàu sang hạnh phúc hơn. Mua đi kẻo tiếc. Bỗng có tiếng quang quang từ ngoài vọng vào: Có ta đây, để đó ta mua cho. Một anh chàng lực sĩ dây u thịt bắp xô đẩy đám đông tiến vào. Anh ta mặc một cái áo cục đen, không cài nút, để hở ngực hở bụng, mặc một cái quần đen, hai ống bó túm ở phía dưới. Ngay hông có mang một đoạn đao, dắt vào thắt lưng màu đỏ. Anh ta đứng chống nành hai tay vào hai bên hông, hất hàm hỏi ông lão: Biết ta là ai không? Biết làm gì? Anh chàng lực sĩ cười gằn: Như vậy thì lão ngu thật. Lão giàu buôn bán ở nơi chợ này mà không cần biết đến ta, vậy thì đời lão tàn rồi. Chợ này là giang sơn của ta, ta muốn cho ai buôn bán ở đây thì cho, bằng không thì lo mà chuồn đi cho lẹ. Nếu lôi thôi, ta đánh cho bỏ mặt. Ông lão vẫn điềm nhiên hỏi: Anh là quản thị hả? Hay là chàng thâu thuế? Chàng lực sĩ cười mũi: Các thứ đó mà kể làm gì? Ta là đệ nhất anh chị ở cái chợ phiên này. Ông lão phì cười, tỏ vẻ khinh bỉ: Tưởng là gì? Ông thiền thừ 18 mắt lão còn chưa sợ, nữa là đệ nhất anh chị ở đây. Anh chàng lực sĩ mặt đỏ hầm hầm, nạt: Lão già đừng có hổ mà ăn năn không kịp nha. Nói vừa dứt lời, anh ta nhảy xong phi đá vào mặt ông lão. Nhưng ông lão đưa gậy ra đỡ, nghe một tiếng rặc, và anh chàng lực sĩ té nhào vào đám đông. Đám khán giả reo hò tán thưởng, vì không ngờ ông lão võ nghệ lại cao cường đến nỗi hạ một cách dễ dàng anh chàng lực sĩ quán quân ở cái chợ kinh đô này như vậy. Chàng lực sĩ bị hạ bất ngờ, vừa xấu hổ vừa đau đớn, hùng hổ đứng dậy, rút đoạn đao ở lưng quần ra, sấn tới phía ông lão hăm dọa: Thằng già to gan thiệt, dám chọc giận ta hả? Ta cho một đao mà đi đầu thai kiếp khác này. Chàng ta lia một nhát dao như một làn chớp ngang đầu ông lão. Ông lão lách đầu né kịp và thuận đà tống một đạp vào bụng anh chàng lực sĩ, nghe một tiếng ực. Anh chàng té ngửa, chổng hai chân lên trần. Ông lão lẹ làng nhảy tới, chống chiếc gậy lên bụng anh ta. Tiếng reo hò tán thưởng reo dậy chung quanh. Nhiều thanh niên, ông lão, bà lão, con nít định xông vào đấm đá anh chàng lực sĩ kia để trả thù sự áp bức từ lâu của anh ta trong chợ này. Nhưng ông lão bảo mọi người gian cả ra và cúi xuống nói với anh chàng lực sĩ đang nằm thẳng cẳng dưới chiếc gậy của ông lão: Con à, đừng thấy lão già mà quen thói hiếp đáp nữa nghe. Trước khi đem bài học ngàn vàng đi bán, lão cũng đã tập vợt võ bị để phòng thân chứ. Lão đâu có khờ khạo dẫn xác đến đây để cho con hiếp đáp. Thôi, xin lỗi đi, lão tha cho. Anh chàng lực sĩ miệng không ngớt chửi bới ông lão và cố dùng dãy để đứng dậy, nhưng không tài nào để đứng dậy được. Ông già bảo: Lão đếm ba tiếng mà không chịu xin lỗi á, thì lão ấn cây gậy này xuống, người con sẽ dẹp lép như con thằng lằn bị kẹt trong cánh cửa con à. Nè, một. Anh chàng lực sĩ cảm nghe trên bụng mình như có một quả tạ trăm cân đè xuống, đè xuống. Ông lão đếm tiếp: Hai. Chàng lực sĩ lại cảm thấy nặng thêm như cả một phiến đá to tướng nặng ngàn cân đè lên người mình. Chàng kinh hoảng kêu lên: Lại ngài tha cho con, con xin chịu lỗi với ngài, từ nay con không có dám hổn nữa. Ông lão nâng chiếc gậy lên. Chàng lực sĩ bỗng nghe cả thân mình nhẹ nhõm lâng lâng. Anh ta đứng dậy lại tạ ông lão hai lại
rồi xấu hổ chuồn mất. Bỗng từ xa có tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng kèn, tiếng quyển, diều giặc khoan thai vọng lại. Mọi người nhìn rồi bảo nhau: "Hoàng thượng đi sang trở về, lui ra cho đoàn ngự giá đi qua." Mọi người kính cẩn đứng nép ra hai bên. Đoàn ngự giá từ từ tiến đến. Đi đầu là một vị tướng oai phong lẫm liệt, ngồi trên bình ngựa bạch, tay cầm một cái bảng vàng có bốn chữ: "Đột quyết đại dương". Theo sau vị tướng có hai hàng vệ sĩ mang giáo mát cung tịch. Tiếp theo là một đoàn nữ nhạc sĩ ca nhi, vừa đi vừa búa hát hòa nhạc, rất vui tai đẹp mắt. Rồi đến xa giá của vua, chạm trổ long phụng, bốn phía rèm buông trướng rủ. Sau xa giá là một đoàn lực sĩ, cứ hai người khi một con thú rừng vừa săn được. Dân chúng vừa kính cẩn vừa sợ sệt, ngây ngất đứng nhìn ở hai bên đường. Nhưng ông lão vẫn thản nhiên đứng nguyên chỗ cũ, vừa đưa cao chiếc gậy có treo chiếc đẩy gấm, vừa rao: "Bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng, mua mau kẻo hết." Đoàn vệ sĩ ra hiệu, ông lão tránh ra bên đường để đoàn người giá đi qua. Nhưng ông lão có vẻ không lưu ý, càng rao to: "Bài học ngàn vàng, bài học ngàn vàng, dịp mai hiếm có, dịp mai hiếm có." Vị tướng đi đầu đưa cao tấm bảng ra hiệu lệnh cho đoàn vệ sĩ về bắt ông lão dẫn tới trước ngựa mình. Vị tướng dõng dạc hỏi: "Lão là người ở đâu? Có biết luật lệ quốc gia không?" "Lão sống vô gia cư, chết vô địa tang. Lão đi đây đi đó để ban bài học vô gia. Bà chưa gặp kẻ thức giả biết giá trị của nó nên chưa tội nguyện. Lão mỗi ngày mỗi già, đâm ra sốt ruột, sợ mình chết đi mà bài học vẫn chưa ban được. Hôm nay xa giá đi qua, lão nghĩ rằng đây là một dịp quý, mai ra có người mua được, nên lão quên cả lễ nghi, xin thượng quan miễn chấp." Vị tướng tò mò hỏi: "Đâu? Bài học gì đưa xem?" Ông lão đưa cao chiếc gậy trước đầu ngựa, chỉ vào chiếc đẩy: "Nó nằm ở trong chiếc đẩy gấm này." Vị tướng giới tay định lấy chiếc đẩy, nhưng ông lão lanh lẹ rút chiếc gậy về, cười nói: "Hồi đầu có được dễ dàng như vậy, ngài muốn mua thì phải trả giá cả xong xuôi đi chứ." "Bao nhiêu?" "Thưa, 1.000 lượng vàng. Vị tướng bỗng phát lên cười: "Lão có điên không? Suốt đời ta làm tướng đến đông dẹp bắc, thí mạng sống để phò vua giúp nước mà chưa bao giờ có được 100 lượng vàng. Này lão bán chiếc đẩy to bằng bàn tay, không biết được gì ở trong mà đòi đến 1.000 lượng vàng thì thật là điên khùng. Thôi, lão hãy xê ra cho đoàn ngự giá đi, ta không đùa nữa đâu." Vua Đột Quyết đang ngồi trong long xa, không hiểu vì sao đoàn ngự giá dừng lại hơi lâu, vén rèm nhìn hỏi quan cận vệ: "Có chuyện gì mà phải dừng lâu vậy?" "Tâu hoàng thượng, có một ông lão đang rao bán một bài học mà ông bảo là quý giá lắm." Vua mỉm cười, truyền lệnh gọi ông lão đến trước long xa của mình. Vua tự bảo đây là một cơ hội để mình giải trí. Cuộc đời bằng phẳng, ngày nào cũng yến ẩm tiệc tùng, ca hát săn bắn sử kiện, đã làm ngài chán ngấy lắm rồi. Cuộc đời đối với ngài không còn gì là mới lạ để mà nhìn ngắm, không còn có gì là cao siêu, kỳ bí để mà tìm tòi học hỏi nữa cả. Thế mà nay lại có một ông lão bảo rằng mình có một bài học quý giá, đem đi rao bán cả cho vua nữa. Ngài có một cảm giác thích thú như khi đi săn gặp một con mồi hung hăng, quyết liệt đương đầu với mình. Ông lão đến trước long xa, rạp mình vái lại vua, rồi cúi đầu đợi lệnh. Vua Độc Quyết lặng lẽ ngắm nhìn ông lão, cảm thấy có một vẻ gì tiên phong đạo cốt tỏa ra từ người ông lão. Hồi lâu vua cất tiếng hỏi: "Trẫm nghe nói ông lão có bài học gì hay lắm phải không?" "Tâu hoàng thượng, bảo rằng hay thì chưa đúng lắm, phải nói đây là bài học quý báu nhất đời." Vua mỉm cười có vẻ mỉa mai: "Ông lão có chủ quan không? Nhưng trẫm cũng miễn chấp cho lão, vì thường tình ai bán món hàng gì cũng cho rằng món hàng của mình là nhất."
Tâu hoàng thượng, suốt đời lão chưa hề biết nói hoa. Lão chỉ tiếc là không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả cho đúng cái giá trị cao cả của bài học này, nên tạm dùng danh từ là bài học vô giá. Vua cười dễ dãi. Thôi thì ta cũng chấp nhận là vô giá đi. Nhưng đã là vô giá thì ta biết trả cho lão bao nhiêu? Tâu hoàng thượng, lão chỉ lấy giá tượng trưng là 1.000 lượng vàng thôi. Có nhiều tiếng cười bật lên trong đám cần thần tướng tá vây quanh ông lão. Vua cũng cố làm vẻ nghiêm trang, nhưng cũng không thể nhịn cười. Và áo cẩm bào trước bụng ngài rung chuyển một hồi trước khi ngài cất tiếng phán bảo: giá tượng trưng mà đến 1.000 lượng vàng, còn nếu thật giá thì chắc trẫm phải bán cả giang sơn của trẫm cũng chưa đủ để trả cho lão. Ông lão trả lời nhà vua một cách tỉnh khô: tâu hoàng thượng, thật quả đúng như vậy, và lão tưởng như thế vẫn không phải là đắt. Vì với bài học này, hoàng thượng có thể gây dựng thêm 10 giang sơn như thế này cũng được. Bây giờ không ai cười nữa. Câu nói của ông lão làm cho mọi người, từ vua đến quan chú ý, vì họ cảm thấy có một vẻ gì nghiêm trang chân thật trong lời nói của ông lão. Vua bỗng xoay câu chuyện qua một hướng khác: lão có gia đình vợ con không? Tâu hoàng thượng, lão tứ cố vô thân từ ngày sinh ra đời cho đến bây giờ. Vẻ mặt vua trở nên rạng rỡ, ngài nói mau: vậy thì lão lấy 1.000 lượng vàng dùng vào việc gì, để lại cho ai? Nhất là những ngày cuối cùng của lão cũng không còn bao nhiêu nữa, trẫm sợ lão lấy vàng mà không giữ được, lại còn mang họa vào thân nữa. Ông lão cười một cách lém lỉnh: lão xin đội ơn hoàng thượng đã lo nghĩ dùng cho lão, nhưng lão đã có cách sử dụng số vàng bán được, xin hoàng thượng đừng lo. Vua lại hỏi sang một vấn đề khác: lão đối với trẫm như thế nào? Có đặc biệt hơn đối với những người khác không? Tâu, lão đặt hoàng thượng lên ngôi cao quý nhất, và bởi thế cho nên hôm nay lão mới đến chợ này đợi hoàng thượng đi săn về để bán bài học. Vì lão nghĩ ngoài hoàng thượng ra chắc không ai mua nổi, và lại không ai sử dụng bài học này một cách lợi ích lớn lao bằng hoàng thượng. Nếu thật tình hoàng thượng muốn dùng đến nó. Lão đã biết nghĩ như vậy, sao lão còn muốn đòi cho được 1.000 lượng vàng của trẫm? Tâu hoàng thượng, lão có thể dâng không hay lấy một vài lượng vàng của hoàng thượng cũng được. Bởi thật tình lão cũng không cần đến số vàng nhiều như vậy. Nhưng lão nghĩ rằng những vật đem tặng hay bán rẻ thường bị xem thường, xem khinh. Tục ngữ có câu: của rẻ của hồn. Cho nên lão nhất quyết phải bán đúng giá 1.000 lượng vàng. Hoàng thượng có bỏ ra 1.000 lượng vàng thì hoàng thượng mới quý bài học của lão. Vua công nhận lời ông lão nói là chí lý, nhưng vẫn tiếc số vàng phải bỏ ra. Vả lại ngài cũng sợ đình thần cho mình quá giàu và tiêu pha một cách xa xí. Ngài nói: trẫm bằng lòng trả bài học 1.000 lượng vàng, nhưng bây giờ trẫm trả trước 500 lượng, còn 500 lượng nếu trẫm thấy bài học hay và đem áp dụng có hiệu quả thì trẫm sẽ trả nốt. Ông lão có vẻ bực mình nói: như vậy là hoàng thượng không dốc lòng mua. Thôi, xin cho lão đi nơi khác để bán, kẻo trưa lắm rồi. Ông lão vái chào rồi để đám quan quân chống gậy rảo bước đi. Tính hiếu kỳ của vua Độc Quyết bị kích thích đến tột độ, nhất là trước cái hành tung và cốt cách lạ lùng của ông lão. Vua truyền gọi ông lão trở lại. Ngài nói có vẻ quở trách: ngươi thật ngạo mạn, ngươi đối với trẫm thật không có chút kính trọng nào cả. Giá cả chưa xong sao ngươi lại bỏ đi như thế? Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng tha thứ cho lão. Nhưng lão thiết nghĩ, nếu ở địa vị của hoàng thượng, hoàng thượng xem 1.000 lượng vàng là trọng hơn bài học của lão,
thì ở địa vị của lão, lão cũng thấy tiếc bài học của lão. Vua nói hòa giải. Thôi thì ta bằng lòng trả cho lão 1.000 lượng vàng đó. Hãy đưa bài học cho ta xem. Ông lão mỉm cười như để xin lỗi. Tâu hoàng thượng lượng thứ cho. Tục ngữ có câu tiền trao cháo múc. Lão sẽ dâng bài học cho hoàng thượng sau khi nhận đủ 1.000 lượng vàng. Lão thật khó chịu. Người không tin trẫm sao? Trước khi trả lời, xin hoàng thượng cho lão hỏi lại, hoàng thượng có tin lão không? Vua do dự trước khi trả lời. Thật tình ta hơi nghi ngờ về giá trị của bài học mà ngươi ca tụng. Hoàng thượng không tin được lão thì lão xin lỗi, làm sao lão tin được hoàng thượng? Thường thường dân tin lời nói của vua, nhưng vua không làm theo lời nói của mình nên việc quốc gia thường đổ vỡ. Lão nghĩ rằng giữa vua và dân phải có sự công bằng, hoặc hai bên đều tin cậy nhau. Nếu bên này không tin bên kia thì đừng bắt bên kia phải tin lại. Và nếu hai bên không tin nhau thì tốt hơn hết là làm theo khẩu hiệu tiền trao cháo múc. Vua cười gượng phán bảo, thôi thì ta cũng làm theo ý của ngươi. Ngài xoay qua phía quan giữ kho, bảo phải đem đến gấp 1.000 lượng vàng. Quan giữ kho phi ngựa về cung, rồi chẳng mấy chốc trở lại với một tiểu đội binh mã gồm 10 người, mỗi người mang một cái đẩy đựng 100 lượng vàng y. Vua truyền đem vàng giao cả cho ông lão. Ông ta trút hết tất cả 10 bao vàng và một cái bao lớn. Mọi người tò mò chờ xem ông lão làm thế nào để mang số vàng về nhà. Vua nghĩ thầm, thế nào ông lão cũng khó toàn tánh mạng với số vàng lớn lao kia. Ngài tỏ vẻ thương hại, hỏi ông, ngươi có cần ta cho mượn 10 lính thị vệ mang vàng về nhà cho ngươi không? Xin đổ ơn hoàng thượng, lão chẳng cần ai giúp đỡ. Lão đã có học được đôi chút võ nghệ từ hồi còn nhỏ, nên có thể mang nặng 100 cân. Bây giờ xin kính dâng bài học lên hoàng thượng ngự lãm. Lão chỉ xin thưa một lời cuối cùng trước khi ra về, và xin hoàng thượng nhớ cho là bài học nào cũng vậy, có áp dụng mới biết hay hoặc dở. Ông lão nói xong lấy cái đẩy ở đầu chiếc gậy dâng lên vua độc quyết, rồi cúi xuống quẩy bao vàng lên vai, chống gậy đi thoăn thoắt. Toàn thể đoàn xa giá vô cùng ngạc nhiên về sức mạnh phi thường của ông lão. Họ bảo nhau, có lẽ ông già này là một dị nhân, có người cho ông ta có tà thuật. Vua nắm cái đẩy trong tay, nhưng mãi nhìn theo hành tung của ông lão nên chưa kịp lấy bài học ra xem. Bây giờ sực nhớ lại, ngài mới vội vã ngắm nghía quan sát cái đẩy gấm. Tất cả quan quân đều quay lại hướng nhìn nhà vua, hồi hộp chờ đợi cái phút vua mở bài học trong đẩy gấm ra xem. Nhà vua cũng đâm ra lo lắng và hồi hộp hơn tất cả mọi người. 3 lần ngài định mở sợi dây thắt miệng đẩy rồi lại dừng tay. Cuối cùng ngài dở tráp vàng để bên cạnh mình, bỏ cái đẩy gấm vào, để lại cẩn thận và phán bảo, một bài học 1.000 vàng không thể mở ra đọc ở dọc đường dọc xá được. Và ngài truyền lệnh cho đoàn ngự giá tiếp tục lên đường về cung. Mọi người đều tiêu nghỉu thất vọng vì không được chứng kiến đoạn kết thúc của một câu chuyện mở đầu rất hào hứng tân kỳ. Thực ra thì nhà vua cũng rất sốt ruột muốn xem ngay bài học nói gì, nhưng càng bình tâm nghĩ lại, ngài càng sợ mình mắc lừa ông lão. Ngài không muốn dở ra xem trước mặt đình thần, vì nếu bị lừa thì thật là xấu hổ, còn gì là thể thống của một đấng quân vương ngồi trên thiên hạ. Cho nên ngài định về cung, đợi đến đêm khuya mở ra xem một mình. Nếu có bị lừa cũng không ai hay biết. Trên đường về cung, ngài cứ băn khoăn tự trách mình sao quá dễ dãi, mua một bài học đắt giá như vậy mà quên hỏi tung tích ông già, quên cho người đi theo dò la hành động của ông. Và nhất là trong truyền lệnh đeo ông già về cung để đợi xem xong bài học ra thế nào, rồi sẽ thả ra sao. Vua tự bảo,
lần sau mình phải thận trọng hơn mới được. Và ngài tự an ủi: dù sao thì lão già ấy cũng không thể thoát khỏi tay ta. Nếu lão dám lừa phỉnh cả ta thì lão sẽ mất đầu. Chương 2: Phản ứng của nhà vua khi mở bài học ra xem. Hôm nay trong cung điện vua Độc Quyết không có yến ẩm ca nhạc như các đêm khác. Sau mấy ngày đi săn bắn mệt nhọc, vua truyền lệnh cho các quan thị vệ, cận thần và cung nữ được nghỉ ngơi cho lại sức. Riêng ngài cũng cần được yên tĩnh để xem bài học ngàn vàng vừa mua được. Thâm ý của ngài là không muốn cho một ai khác được xem bài học. Lý do thứ nhất là một vật quý báu như vậy không nên để cho một ai hay biết. Lý do thứ hai là nếu bị lừa phỉnh thì lại càng không nên để tiết lộ ra ngoài. Cho nên hôm nay ngài đi nghỉ sớm. Đến 3 giờ sáng, ngài lặng lẽ thức dậy, đóng kín các cửa phòng, mở trắp vàng, lấy cái đẩy đựng bài học ra. Ngài mở dây gút trên miệng đẩy, hồi hộp rút bài học đựng trong cái phong bì dán kín. Ngài cẩn thận xé phong bì, rút ra một tờ giấy màu vàng tươi. Trên trang giấy chỉ vỏn vẹn một câu, viết với một nét chữ rất đẹp như rồng bay phượng múa: phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Vua bật ngửa người, ném trang giấy xuống bàn. Sự tức giận của ngài lên đến cực độ, làm cho người nghẹt thở. Nếu không sợ quan thái giám và cung phi mỹ nữ biết được, thì ngài đã đập đổ tất cả bình vàng chén ngọc để trước mặt ngài trên chiếc án chân quỳ nạm ngọc. Ngài càng nghĩ càng căm giận lão già. Không ngờ hắn lại dám phỉnh gạt cả vua. Bài học như vậy mà nó dám bảo là vô giá, đòi cho được 1.000 lượng vàng mà lại còn làm ra vẻ không cần. Nói thật quá ngạo mạn, dám cho đó là một bài học, trong khi đó chỉ là một câu nói tầm thường, chỉ để khuyên bọn trẻ con. Ta là một ông vua, trị vì thiên hạ, quyền uy cái thế, đâu có cần bài học như vậy. Ta muốn làm gì thì ta làm, ta bằng sự sống, ta truyền lệnh chết. Ta là thiên tử, ta muốn là trời muốn. Ta hô một tiếng là có thể dời sông lấp biển. Ta đâu cần nghĩ đến hậu quả làm gì. Ta muốn hậu quả như thế nào thì hậu quả phải như thế ấy. Nhà vua định xé tờ giấy của ông già viết ra làm muôn mảnh và viết vào ống phóng cho mất tung tích. Nhưng ngài dừng tay lại vì chợt nghĩ rằng nên để nó lại, chờ ngài bắt được lão già sẽ trả lại cho lão, đòi 1.000 lượng vàng lại trước khi hành quyết. Cần có đủ bằng cớ tung tích để ông già bồm mép kia không thể chối cãi được. Vua dằn sự tức giận, xếp tờ giấy bỏ vào chiếc đậy gấm và buộc dây lại như cũ. Ngài bỏ vào tráp vàng để ở trên án thư. Nhưng một lát sau, nghĩ thế nào không biết, ngài lấy chiếc tráp để bỏ vào tủ bằng cẩm thạch, dùng để đựng các thứ thất bại quý nhất và khóa lại cẩn thận. Không phải ngài liệt cái bài học của ông già vào hàng quốc bảo, nhưng chỉ vì ngài sợ để ra ngoài có người xem trộm được sẽ cười chê ngài khờ dại, đã để cho một ông già phỉnh gạt. Và tin ấy đồn đẩy ra sẽ làm ngài mất uy tín, có trị gì thiên hạ. Công việc đầu tiên ngài phải làm là truyền lệnh tìm bắt cho được ông già. Nhưng đây là một việc mật, cần phải giao phó cho người thân tín thi hành. Vua định kế hoạch xong xuôi đâu đó thì trống canh trên hoàng thành đã thúc tan canh. Ngài đánh một giấc cho đến chiều tối, không ai dám thức ngài dậy, vì ai cũng nghĩ rằng bài học chắc phải cao siêu lắm nên làm cho ngài mệt mỏi, không thể dậy sớm được. Sau khi thức dậy, ngài truyền lệnh cho quan thái giám mở tiệc khoản đãi đình thần vào tối hôm ấy, lấy lý do là để mừng hoàng thượng vừa có được hồng phúc mua được bài học quý giá. Vì đã quen tổ chức tiệc tùng yến ẩm, cho nên trong vài giờ sau, quan thái giám đã bày biện xong một đại tiệc trên 500 thượng khách tại Ngự Quyển. Dặn dò bá quan trong triều không ai thiếu mặt, vì được vua ban đại yến là một vinh dự không thể bỏ qua. Hơn nữa mọi người đều nóng lòng muốn biết bài học vô giá mà vua vừa mua được, nó quý giá cao siêu như thế nào. Diện mạo của vua hôm nay không khác mọi ngày. Ngài vẫn vui vẻ cười nói. Nhưng nếu ai để ý nhìn kỹ thì thấy ngài uống rượu có nhiều hơn mọi hôm trước.
Cuối bữa yến, ngài tuyên bố rất hài lòng về bài học của ông già và có thể xem như quốc bảo. Có quan đại thần đến bảo đứng dậy tâu vua, có thể nói cho biết nội dung và tính cách bài học như thế nào không? Vua cười gượng gạo bảo rằng, bài học có tính cơ mật, không thể nói ra cho tất cả triều thần biết được. Tuy thế, ngài hứa sẽ tùy theo địa vị của các đình thần và tùy theo hoàn cảnh mà tiết lộ cho một số thượng quan biết. Câu chuyện bài học không còn ai buồn nhắc nhở nữa. Khi một đoàn vũ nữ đẹp tuyệt trần với những xiêm y rực rỡ kéo nhau ra sân khấu. Nhưng chính trong lúc mọi người đang say mê xem múa nhảy, thì vua cho gọi quan đề đốc vào hậu cung để ngài dạy bảo. Quan đề đốc Thanh Phong là một vị võ tướng thân tín của vua. Thường thường những việc cơ mật vua đều giao phó cho vị quan này thi hành. Vua tỏ thật ra cho vị đề đốc biết chuyện mình bị gạt và truyền vị này phải tìm bắt cho được ông già đã bán bài học. Quan đề đốc xin hứa trong một tuần sẽ đem nạp ông già trước bệ rồng. Là một con người mưu trước, quan đề đốc đề nghị với nhà vua là tuyên bố cho mọi người biết rằng bài học rất quý báu, nên vua muốn trọng thưởng thêm vàng bạc cho ông già. Nhưng không biết ông ở đâu. Vậy nếu ai tìm chỗ ở của ông già và báo tin cho ông biết cũng sẽ được trọng thưởng. Và sau khi cuộc yến ẩm ca vũ chấm dứt, mọi người ai ai cũng hy vọng đi tìm kiếm ông già để lãnh thưởng. Từ hôm ấy, ngày nào vua Đột Quyết cũng trông ngóng tin tức về ông già, nhưng biệt vô âm tín. Gần đến kỳ hạn một tuần, vua càng sốt ruột. Vua sợ để lâu, ông già sẽ trốn ra khỏi nước, sang nước Quý Lâm, là một lân bang thù nghịch, và phao tin đồn vua bị gạt, thì thật là một trò cười cho thiên hạ. Nhưng nếu vua sốt ruột một phần, thì quan đề đốc Thanh Phong lại sốt ruột 10 phần. Hoàng sẽ mất uy tín biết bao đối với sự tin cậy của vua khi không tìm ra được ông già. Một ông già lộm khộm, tứ cố vô thân, mang theo mình một bao vàng nặng trĩu như vậy mà có thể trốn thoát ra khỏi nước một cách dễ dàng, thì làm sao nói chuyện giữ an ninh trật tự cho trăm họ và giữ yên bờ cõi chống xâm lăng? Hoàng huy động tất cả lính tráng dưới quyền mình đi lục soát từng nhà một trong đêm khuya, và ban ngày chặn đón tất cả các ông già để khám xét. Ngoài ra, quan còn sai bọn mật thám rất đông đảo dưới tay mình giả làm người đi mua heo, đi bán chiếu, người lỡ đường đi ăn xin, ngủ trọ để dò xét. Tất cả quán xá ở các ngã tư, ngã ba đường cái đều có người của quan đề đốc dòm ngó, nhưng ông già vẫn biệt vô âm tín. Kỳ hạn một tuần đã hết, quan đề đốc với vẻ người tiều tụy trông già đi đến 10 tuổi, vì sự lo nghĩ và mất ăn bỏ ngủ, khúm núm quỳ trước long sàng để chịu tội về sự bất lực của mình. Bao nhiêu sự giận dữ của vua đối với ông già đều trút lên đầu, lên cổ quan đề đốc. Người ta có cảm tưởng lưng quan đề đốc mỗi lúc mỗi còng thêm xuống vì những danh từ nặng nề mà quan phải gánh chịu thay cho ông già. Ông già khi vác bao vàng 1.000 lượng đâu có dễ nhọc nhằn như vậy. Nhưng có một lúc, như con ngựa chở quá nặng, bất kham đâm liều, đã trút đổ tất cả đồ vật mang trên lưng, quan đề đốc đứng thẳng dậy, nói thẳng ý mình. Tâu hoàng thượng, thần không xứng đáng nhận lãnh tất cả lời quở trách nặng nề của hoàng thượng. Từ trước đến nay, hoàng thượng đã tin dùng thần, thì chắc hoàng thượng cũng xét đến lòng tận trung của thần như thế nào rồi. Nhưng trong vụ ông già này, thần xin thú thật, thần chịu bất lực. Ông già đã phỉnh gạt các hoàng thượng thì chắc cũng không phải tay vừa. Vua nghe câu nói cuối cùng của quan đề đốc giận đến xám mặt. Ngài hất đổ tất cả đồ đạc để trên án thư, dùng đứng dậy nạt. Người nói gì? Trẫm bị phỉnh gạt à? Người đã nhục mạ trẫm, tội khi quân của người đáng chém đầu. Nói xong, vua truyền quan thái giám đem bỏ quan đề đốc vào ngục thất để chờ ngài ra pháp trường vì tội khi quân. Thật ra câu nói của quan đề đốc không đến nỗi phải bị kết vào trọng tội như vậy. Nhưng vua muốn trừ quan đề đốc để dập tắt luôn vụ mình bị lừa phỉnh, không cho nó lan ra ngoài. Vì ngoài quan đề đốc ra, chưa có một ai rõ biết sự thật của bài học ngàn vàng. Khuya hôm ấy, quan đề đốc bị xử uống thuốc độc chết trong ngục thất. 3 ngày sau, tin đồn ra cho biết rằng quan đề đốc
đã bị xử tử vì tội âm mưu giết vua để chiếm ngôi. Chương 3. Sự trả thù của Thành Bảo, con quan đề đốc. Tin đồn quan đề đốc bị xử tử mấy hôm nay lan đến biên thùy giữa hai nước Nhục Chi và Quý Lâm. Tướng giữ biên cương là Thành Bảo, con trai đầu của quan đề đốc, một viên tướng trẻ tuổi nhưng tài cao, được vua tin cậy cho ra trận đóng ở biên thùy với binh hùng tướng mạnh để hầu ngăn cản ngoại xâm từ nước Quý Lâm tràn sang. Được tin dữ, Thành Bảo đau đớn và kinh hoàng đến ngất xỉu. Người nhà phải kêu gọi hồi lâu chàng mới tỉnh lại. Theo như tin cho biết thì ông thân Thành Bảo bị xử tử vì tội mưu đoạt ngôi vua, một tội rất nặng, có thể bị tru di tam tộc. Chàng nghĩ thật là vô lý, cha chàng mà lại phản vua, muốn chiếm đoạt ngôi vua, một vị cận thần được vua tin cậy từ trước đến nay mà sao lại dám làm như vậy? Chắc ở bên trong còn có nhiều bí ẩn khác nữa. Nhưng điều không ai còn nghi ngờ là cha chàng đã chết thật, và đã chết về tội phế vua. Với một trọng tội như vậy, chắc chắn chàng cũng sẽ bị liên lụy, có thể mất chức, tù tội hay xử tử cũng nên. Do đó chàng phải tìm cách đối phó trước. Sự việc đã đẩy chàng vào chân tường, chàng không thể bó tay chịu chết một cách vô lý như vậy. Một mặt chàng viết mật thư cho người tín cẩn sang nước Quý Lâm xin viện binh, một mặt chàng kiểm điểm binh mã kéo róc về kinh đô để hạch tội vua về việc đã giết cha chàng. Binh hùng tướng mạnh của Thành Bảo rầm rộ kéo về kinh đô trước sự ngơ ngác của dân chúng. Phản ứng của Thành Bảo rất nhanh, khiến vua cũng không ngờ và không kịp đối phó. Ba ngày sau, kinh đô đã bị dây kín. Vua không còn biết làm gì hơn là đóng cửa thành, tìm kế quản binh để đợi cứu viện. Trong khi nóng giận, vua ra lệnh giết quan đề đốc mà quên xét kỹ đến cái hậu quả sẽ đến cho mình là sự trả thù của Thành Bảo. Ba lần vua sai sứ giả ra cầu hòa và hứa sẽ đền đáp xứng đáng việc xử tử quan đề đốc. Nhưng Thành Bảo không chịu. Ban đầu, khi mới cái quân trở về kinh đô, Thành Bảo chỉ vì nóng lòng muốn biết vì sao cha mình bị giết, và nhất là để tự vệ, để đề phòng sự việc bất trắc có thể xảy đến cho mình. Nhưng bây giờ đây, sau khi thấy rõ lực lượng của mình quá mạnh và sự cô thế của vua, cũng như sự bất lực hèn nhát của Đình Thần, Thành Bảo muốn nhân cơ hội này phế bỏ vua và chiếm luôn ngai vàng, điều mà trước kia không bao giờ chàng dám nghĩ đến. Trong khi chờ đợi giờ phút đầu hàng của vua quan trong thành, Thành Bảo ra một tờ hịch kể tội vua. Nào là thiếu sáng suốt, ăn chơi quá độ, không lo việc nước. Nào là nhu nhược để cho bọn Định Thần thao túng triều đình. Nào là phung phí của cải của nhà nước, làm cho dân đã nghèo lại càng nghèo thêm. Dân chúng ở kinh thành ban đầu còn dè dặt, chưa dám hưởng ứng. Nhưng sao thấy lực lượng của Thành Bảo quá mạnh, mà Định Thần lại không có ai đủ tài sức để đương đầu với Thành Bảo, nên đã theo về rất đông. Nhất là trong hoàng thành, mỗi ngày mỗi thiếu thực phẩm, nước không đủ uống, gạo không đủ ăn, bệnh dịch tả bắt đầu xuất hiện, và tin đồn quân của nước Quý Lâm đã tràn vào biên thùy. Tình hình thật là nguy ngập đen tối. Vua vẫn kế Đình Thần, nhưng Đình Thần quen ăn chơi và xem múa hát, không còn đủ minh mẫn và sáng kiến để hiến kế cho vua. Đôi khi vua cũng đâm ra hối hận vì đã giết quan đề đốc. Nếu có quan đề đốc, chắc ngài không đến nỗi cô độc, nhục nhã và bất lực như thế này. Nhưng sự việc đã lỡ, hối cũng muộn rồi. Điều quan trọng hiện nay là làm sao tìm được một người tài trí đủ sức để lui bọn giặc Thành Bảo. Nếu không tìm ra được, thì chỉ có cách là bỏ thành trốn thoát để bảo toàn tánh mạng. Ngài chỉ còn trông mong sự cứu trợ của tướng Hoàng Cái, một viên tướng có mưu lược và uy quyền đang trấn đóng ở biên thùy phía nam. Nhưng đã trên 15 ngày qua mà không nghe tin tức gì của Hoàng Cái cả. Vua quá lo sợ, phen này Thành Bảo phá được thành thì cả hoàng tộc sẽ bị giết sạch. Dân chúng và binh lính vừa chết vì đói và vừa chết vì dịch tả. Triệu chứng rối loạn đã bắt đầu xuất hiện trong hoàng thành. Từng đoàn quân lính đã cởi bỏ quân phục để trốn lánh vào dân chúng. Ban đêm chỗ này kêu cướp, chỗ kia kêu cháy nhà. Thế tình thế mỗi ngày mỗi nguy ngập. Một đêm tối trời, vô cùng hoàng gia đã theo đường hầm bí mật lén trốn ra khỏi kinh thành, đi về phía nam là nơi đạo quân của đại tướng Hoàng Cái đang đóng.
Hai hôm sau, dân chúng trong thành mới hay nhà vua đã trốn thoát. Để tự cứu, họ đã đồng thanh mở cửa thành cho đạo quân của Thành Bảo kéo vào. Dân chúng hoan hô chàng và tôn chàng lên làm vua. Để mua chuộc lòng dân chúng, Thành Bảo truyền mở các kho thóc gạo còn lại của nhà vua ra phân phát cho dân. Và đối với triều thần cũ, chẳng ra mật chỉ cho phép vị nào muốn nghỉ việc thì cứ tự do trở về quê cũ. Còn vị nào muốn ở lại phục vụ quốc gia thì sẽ được thăng cấp. Hầu hết xin ở lại phò vua mới. Với công việc đầu tiên của Thành Bảo sau khi được đăng quan là tự mình kiểm điểm lại các kho ngọc vàng châu báu của Thiên Dương để lại. Chàng cho phá cái tủ bằng cẩm thạch để trong phòng ngủ của Đột Quyết. Chàng thất vọng không thấy một báu vật nào ở trong hết, ngoại trừ cái đẩy có đựng bài học của ông già. Chàng tò mò mở ra xem và khinh bỉ xé trang giấy ra nhiều mảnh nhỏ. Chàng lẩm bẩm: xét kỹ tới hậu quả trước khi làm việc. Sao nó lại để câu này vào đây làm gì? Nó muốn dạy ta chắc. Nếu thật nó tin vào giá trị của câu này thì nó phải dạy nó trước đã chứ. Nó muốn dạy đạo lý nhân quả cho ta, trong khi chính nó lại không áp dụng cái đạo lý ấy. Vả lại bài học này đâu có đúng. Chính ta đây, trong khi cất binh về hỏi tội nó, thì ta chỉ nghĩ đến tự vệ, chứ ta đâu có nghĩ đến hậu quả là được lên ngai vàng. Ta nhắm một mục tiêu này mà công việc lại đưa ta đến một mục tiêu khác. Vậy thì làm sao có thể đoán trúng được hậu quả mà phải suy nghĩ về hậu quả cho mệt trí? Trong lúc đang say sưa với màn chiến thắng và địa vị như vậy, thì Thành Bảo được tin phi báo từ biên cương là đại quân của Đức Quý Lâm đang tiến về kinh đô, lấy danh nghĩa là giúp Thành Bảo diệt bào chúa Đột Quyết. Tin báo ấy không sai. Đạo quân của Đức Quý Lâm do một lão tướng có kinh nghiệm là Tùng Sơn đang ngày đêm tiến về kinh đô. Đi đến đâu, Tùng Sơn cũng loan báo cho dân chúng biết rằng mình được Thành Bảo mời sang giúp sức. Bức thơ cầu cứu của Thành Bảo gửi cho vua Quý Lâm được viết phóng đại ra thành nhiều bản, nêu trên những tấm gỗ lớn và dựng lên ở các phố phường, chợ búa mà quân của Tùng Sơn đi qua. Và với chiêu bài ấy, đi đến đâu, quân của Tùng Sơn cũng bắt dân chúng phải đón rước, thết đãi, nộp thóc gạo, thực phẩm để nuôi quân. Có nhiều nơi, quân giặc ngoài bang bắt cả đàn bà con gái, vợ con của dân chúng ra phục dịch, mua vui cho chúng. Nhân dân bắt đầu quán ghét Thành Bảo vì đã thù hận riêng tư, rước voi về giày mã tổ, cổng rắn cắn gà nhà. Không còn tin cậy cả vua cũ lẫn vua mới. Họ tự động đứng lên chống quân xâm lăng để bảo vệ xóm làng Mộ Mã. Quân của Tùng Sơn dần dần cảm thấy dân chúng địa phương tránh xa mình, không còn tiếp rước phục dịch nữa, mà trái lại còn tổ chức khuấy phá hậu phương mình. Tùng Sơn, một con cáo già, mượn cớ để bảo vệ quân lính mình, đi đến đâu đều đóng đồn bót, đặt quan cai trị địa phương, rút bỏ vốn hương lý cũ, đặt bỏ hương lý mới là những tay sai ngoan ngoãn của mình. Thực ra, đường từ biên thùy về kinh đô đi chậm lắm cũng chỉ trong 10 ngày là đến. Nhưng Tùng Sơn đâu có ý định đến kinh đô gấp. Lão cố chần chờ để đặt cơ sở khắp nơi, và đáng lẽ thẳng đường về kinh đô thì hắn lại đi vòng quanh về phía nam như cố bọc hậu kinh thành Nhục Chi. Những tin tức ấy dồn dập được báo về cung. Thành Bảo vô cùng lo ngại bối rối, không biết phải đối phó ra làm sao. Đem quân ra cản, không cho quân Tùng Sơn tiến vào thì không đủ sức, mà để cho quân Tùng Sơn xâm nhập mãi thì mất uy tín của mình và cả ngai vàng nữa. Chương 4. Tướng Hoàng Cái giải phóng đất nước và khôi phục ngôi vua. Vì đã cầu cứu ngoài bang, đem quân xâm chiếm nước nhà, nên Thành Bảo mất hết chánh nghĩa. Trái lại, Hoàng Cái dựa trên danh nghĩa chống ngoại xâm, bảo tồn xứ sở, khôi phục ngôi vua, đã tạo cho mình mỗi ngày mỗi thêm uy thế trong nhân dân. Sau khi đã chiêu mộ thêm binh mã một cách mau lẹ, vì sự nhiệt liệt hưởng ứng của toàn dân, tướng Hoàng Cái làm lễ xuất phát về giải phóng kinh đô. Lợi dụng sự khinh suất của Tùng Sơn, đem quân tiến sâu về phía nam. Tướng Hoàng Cái đã bất thần thúc quân đánh ngang hông đạo trung quân của địch. Các đạo quân này làm đôi, tiền quân và hậu quân không liên lạc được với nhau. Phần không thông thuộc đường xá, phần bị dân chúng nổi dậy khuấy phá ở hậu phương. Quân của Tùng Sơn mỗi ngày mỗi hao mòn.
lúc mới đầu còn được dân chúng tiếp tế. Nhưng càng đi sâu vào đất địch, dân chúng địa phương càng xa lánh, sự tiếp tế càng khó khăn. Quân của Tùng Sơn dần dần mỏi mệt, thiếu thốn và không còn giữ được kỷ luật như trước nữa. Do đó, càng đánh càng thua càng mất tinh thần, và càng mất tinh thần càng thua nặng. 10 vạn tinh binh của Tùng Sơn bây giờ chỉ còn là một đạo quân ô hộp, gồm chưa đầy 1 vạn, tiến thoái lưỡng nan. Đáng lẽ lợi dụng tình trạng suy yếu của quân Tùng Sơn, Thành Bảo có thể mua chuộc tội phản nghịch của mình bằng cách tấn công vào quân của Tùng Sơn, giành lại chủ quyền của đất nước, nêu cao danh nghĩa giải phóng dân tộc khỏi ách ngoại bang. Nhưng bị danh vọng, địa vị và quyền lợi nhãn tiền làm mù quáng lương tri, Thành Bảo vẫn nuôi hy vọng. Vua nước Quý Lâm với tài nguyên dồi dào, tiềm lực chiến đấu hùng hậu, có thể đem thêm viện binh giúp mình đánh bại Hoàng Cái. Thái độ hướng ngoại và thần phục ngoại bang ấy làm cho dân chúng ghét bỏ Thành Bảo. Ngay tại Kinh Đô là nơi dân chúng tương đối được hưởng đôi chút ân huệ của nhà vua, Thành Bảo cũng không tìm được sự ủng hộ, mà trái lại còn bị ngấm ngầm phản đối khi quân của Hoàng Cái còn ở xa. Và cứ mỗi ngày nghe tin quân của vị tướng này càng tiến về Kinh Đô, thì dân chúng tại đây lại càng tỏ ra chống đối công khai với chính quyền do Thành Bảo nắm giữ một cách độc tài. Sau khi được tin Hoàng Cái đã giết được tướng địch Tùng Sơn và tiêu diệt hoàn toàn tàn quân của địch, thì dân chúng ở Kinh Đô nhất tề nổi dậy, bao vây hoàng cung, tước khí giới của lính phòng vệ hoàng thành và giam lỏng Thành Bảo trong cung, mở cửa thành chờ đón Hoàng Cái, phò vua Đột Quyết trở lại ngay vàng. Như thế là sau 3 tháng xáo trộn trầm trọng vì sự giấy binh và cướp ngôi của Thành Bảo, trật tự là được giãn hồi trên toàn quốc và tại Kinh Đô nước Nhục Chi. Vua Đột Quyết được đại tướng Hoàng Cái phò về hoàng cung, dân chúng tại Kinh Đô treo đèn kết hoa và lập khải hoàng môn mừng sự trở về của vua. Ngài truyền mở hội khao mừng quân lính trong suốt 7 ngày đêm. Hoàng Cái và những tướng tá có công đều được thăng 2 cấp và trọng thưởng ngọc ngà châu báu. Những người phản bội và theo ngoại bang, trong số đó có Thành Bảo, đều bị bắt giam để chờ ngày đền tội. Hoàng Cái trở thành đệ nhất công thần và cột trụ chính của triều đình, được vua hoàn toàn tin cậy và trọng nể. Ngài cho phép Hoàng Cái được đặc biệt ra vào hoàng cung lúc nào cũng được và có thể trình bày ý kiến của mình trong mọi vấn đề. Căn cứ trên đặc ân ấy, ngay sau ngày đăng quang của vua Đột Quyết, Hoàng Cái đã vào hoàng cung xin ý kiến vua để trình bày một việc mà Hoàng Cái cho là rất quan trọng đối với vận mệnh của quốc gia. Sau khi được vua chấp thuận, Hoàng Cái đã dâng một bức thư điều trần lên vua Đột Quyết. Trong ấy, vị đại thần này trách cứ vua đã để mất ngôi vì chỉ nghĩ đến chuyện săn bắn, ăn chơi, múa hát mà không lo đến việc quốc kế dân sinh. Nếu từ đây về sau vẫn không thay đổi nếp sống cũ thì quốc gia chắc sẽ bị nguy khốn một lần nữa, và cái họa ngoài xâm chắc không thể tránh khỏi. Vua đã nén lòng tự ái và công nhận lời khuyên của Hoàng Cái là đúng. Ngài tự hứa từ nay về sau sẽ chăm lo việc nước và dẹp tất cả những cuộc yến ẩm ca múa trong cung. Sau khi triều đình đã được chỉnh đốn, vua mới truyền đem Thành Bảo ra xử. Thành Bảo bị ghép vào tội phản loạn, thông đồng với ngoại bang để cướp ngai vàng, và sẽ bị xử trảm tại pháp trường cất dựng lên ở giữa Kinh Đô. Và một buổi sáng sớm mùa thu, nhằm vào một phiên chợ tại Kinh Đô, người ta được mục kích một đám quan quân áp giải một tên tử tù ra pháp trường. Tên tử tù này không ai khác hơn là Thành Bảo. Đám rước đi từ trong hoàng thành ra, dẫn đầu là 2 con voi trắng lớn, ở giữa là một vị võ quan mang một tấm biểu lớn liệt kê danh tánh và tội trạng của tử tội. Kế đó là 2 hàng lính tráng mang trống lớn và chiên to cùng các loại nhạc khí. Tiếp theo sau là chiếc củi nhốt Thành Bảo. Hai bên có 2 hàng lính gươm giáo sáng ngời đi hai bên. Đình thần và vua Đột Quyết cũng được nghinh giá theo đám rước với đầy đủ cung cách và nghi vệ của một vị đại vương. Đến pháp trường, Thành Bảo bị dẫn ra khỏi chiếc củi và trói vào một cột trụ.
Sau khi vua và đình thần an vị xong trước pháp trường, dân chúng đã được sắp xếp có trật tự ở chung quanh. Ba hồi chiên trống nổi lên dõng dạc và oai nghiêm. Quan hình bộ thượng thư ra tuyên đọc tội trạng của tử tội. Tất cả đình thần và dân chúng đều im lặng lắng nghe những lời buộc tội nghiêm khắc của quan thượng thư và hồi hộp chờ phút giây vua ra lệnh hành quyết. Ba hồi chuông trống đã chấm dứt từ lâu. Mọi người đều im lặng nhìn về phía vua Độc Quyết. Gã đau phủ mình trần trùng trục đưa cao ngọn đao sáng chói mặt trời chờ lệnh hạ xuống đầu Thành Bảo. Vua từ từ đứng lên, tiến tới trước mặt Thành Bảo, nhìn chàng một hồi rồi cất tiếng nói: Thành Bảo, ngươi có nhận tội phản nghịch của ngươi không? Ngươi có ân hận về những điều ngươi đã làm không? Thành Bảo bình thản ngước nhìn vua trả lời: Thần đã thất bại trong mưu đồ của thần và thần cam chịu chết. Được là vua, thua là giặc, đó là lẽ thường. Thần không có gì phải ân hận. Nếu ngài thất bại thì hôm nay chỗ đứng của ngài là trước cột trụ của pháp trường này, và chỗ ngồi của thần là cái ngai vàng chính giữa đám triều thần kia. Vua mỉm cười mai mỉa: Ta khen cho ngươi sắp chết mà vẫn còn cương trực. Trước khi lìa cõi đời, ngươi còn lời nói cuối cùng gì nữa không? Thành Bảo ngập ngừng một phút rồi nói: Thần chỉ ân hận có một điều, và điều ấy có thể thay đổi cả cuộc diện hôm nay. Điều gì? Thành Bảo ngập ngừng nhìn quanh quan quân đứng chung quanh. Vua đoán biết ý định của Thành Bảo, hỏi: Người muốn nói riêng với trẫm chăng? Thành Bảo gật đầu. Vua truyền cho quan quân lùi xa ra khỏi pháp trường và tiến sát đến gần Thành Bảo. Bây giờ ngươi hãy nói cho ta nghe đi. Thành Bảo thì thầm nói với vua. Vua như sực nhớ điều gì, đứng thẳng người dậy với mặt đăm chiêu, rồi gật đầu mấy cái như vừa khám phá ra một điều gì quan trọng. Vua xoay lại nhìn đình thần một phút, rồi truyền cho người đao phủ hạ đại đao xuống và tạm thời đình quản cuộc hành quyết. Đại tướng Hoàng Cái bực tức tiến tới trước vua Độc Quyết, định chất vấn và ngăn cản lệnh của vua. Nhưng vua đưa tay ra hiệu hãy im lặng và truyền quan quân ngự giá hồi cung. Đoàn người chậm rãi quay về trong một bầu không khí ngột ngạt và bực tức. Chương 5. Bài học ngàn vàng được gọi lại. Đại tướng Hoàng Cái vẻ mặt giận dữ tiến thẳng vào hậu cung. Sau khi ở pháp trường trở về, vị đại thần này muốn biết lý do vì sao vua đã truyền lệnh quản việc xử trảm Thành Bảo. Vua biết Hoàng Cái đang bực tức mình nên cố làm ra vẻ dồn dã. Đại thần hãy vào đây uống với trẫm một ly rượu, rồi trẫm sẽ giải thích vì sao trẫm tha tội chết cho Thành Bảo. Quan đại thần bất chấp cả nghi lễ tấn công ngay. Thần không thể ngồi uống rượu được trong khi thằng giặc nguy hiểm nhất của triều đình đang còn sống. Tại sao hoàng thượng lại muốn nuôi ông tài áo một lần nữa? Hoàng thượng đã tin cậy cha nó để đến nỗi suýt bị nguy tới tính mạng. Thời Mai giận nước chưa đến nỗi suy tàn nên âm mưu lật đổ ngai vàng của cha nó bị khám phá kịp thời. Nhưng hoàng thượng đã nhổ cỏ mà không trừ tận gốc, nên đã để cho thằng con là Thành Bảo đem quân về làm loạn, ngai vàng bị lật đổ, thần dân bị điêu linh khổ sở. Nay tội trạng của nó đã đành rành, hoàng thượng lại vẫn tỏ ra khoan dung độ lượng với nó, làm cho tất cả triều đình từ trên xuống dưới đều vô cùng phẫn uất buồn tủi, và nhất là lo sợ cho hậu hoạn còn đó. Vua ngồi lắng nghe, không tỏ vẻ bực tức vì những câu trách móc ấy. Ngài ngập ngừng một hồi lâu trước khi cất tiếng với một vẻ mặt buồn rầu: Trẫm xin lỗi khanh về những việc làm của trẫm. Những lời khanh nói trẫm không chối cãi vào đâu được. Tuy thế khanh chưa hiểu rõ tất cả nguồn cơn sự việc đã xảy ra tại trong cung cấm này, nên khanh đã trách trẫm. Nếu khanh hiểu rõ mọi việc từ đầu, chắc khanh sẽ có một nhận định khác. Từ lâu trẫm chôn sâu câu chuyện này trong đáy lòng, nhưng không ngờ sáng hôm nay nghe Thành Bảo nhắc lại làm trẫm vô cùng hối hận và tỉnh ngộ.
Câu chuyện này Khanh là người đầu tiên được biết đến, và Trẫm nói ra đây cho Khanh rõ là vì Trẫm xem Khanh là người thân tín bậc nhất của Trẫm. Hoàng Cái dần dần bị lôi kéo vì những lời nói có vẻ bí mật của vua, đã đổi sắc mặt, không còn bực tức như lúc đầu. Đại tướng chăm chú lắng nghe vua mở đầu câu chuyện. Chắc Khanh chưa quên câu chuyện ông già bán bài học mà Trẫm đã mua với giá 1.000 lượng vàng. Sau khi mở bài học ra xem, Trẫm nghĩ rằng Trẫm đã bị lừa, nên Trẫm vô cùng tức giận. Hoàng Cái tò mò hỏi: Thần có thể biết nội dung bài học nói gì không? Không có gì lạ, chỉ vỏn vẹn một câu: phàm làm việc gì, trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Trẫm tức giận ông già quá, nhưng không dám bộc lộ sự thật cho mọi người biết, vì sợ bị chê cười. Trẫm đã phao đồn ra là bài học rất quý giá, và mọi người đều tin là thật. Nhưng một mặt khác, Trẫm mật truyền cho quan đề đốc Thanh Phong phải đi bắt cho được ông già về cho Trẫm. Nhưng quan đề đốc không làm sao tìm bắt cho được ông già. Trẫm một phần vì tức giận, một phần vì sợ để quan đề đốc sống thì sự thật về bài học sẽ bại lộ, nên loan tin rằng quan đề đốc đã âm mưu lật đổ ngai vàng. Quan đề đốc bị xử tử bằng độc dược và chết tại trong ngục thất. Thành Bảo không thể tin được rằng cha mình đã âm mưu giết vua. Vì hơn ai cả, Thành Bảo biết rằng quan đề đốc là một trung thần được Trẫm vô cùng tin cậy. Nóng lòng vì cha bị giết mà không rõ nguyên nhân, và cũng để tự vệ, nó đã đem quân về triều làm loạn. Sự việc diễn tiến sau đó như thế nào, Khanh cũng đã rõ. Có một điều quan trọng nhất mà hôm nay nó mới tiết lộ cho Trẫm biết là: sau khi nó vào hoàng cung, nó mở cái tủ cẩm thạch mà Trẫm đựng châu báu ngọc vàng, nó không thấy gì cả, vì Trẫm đã đem đi hết, ngoài cái đẩy có bài học của ông lão. Nó đọc xong rồi bực tức xé mảnh giấy đi. Nó nghĩ rằng đó là một câu nói nhảm. Nhưng chính hôm nay, tại pháp trường, trước khi bị xử trảm, lời nói cuối cùng của nó với Trẫm là nó đã ân hận, không nghe theo bài học. Nếu từ khi vào cung mà nó làm theo bài học, thì nó có thể hướng đến một hậu quả tốt đẹp, chứ không phải là cái hậu quả bị xử trảm tại pháp trường. Trẫm có hỏi nó: nếu Khanh nghe theo bài học thì Khanh sẽ làm gì? Nó trả lời: thần sẽ chống lại quân của nước Quý Lâm do Tùng Sơn chỉ huy và trả lại ngai vàng cho hoàng thượng. Trẫm lại hỏi: vậy tại sao Khanh không làm như vậy? Nó bảo: vì thần thấy khó mà đoán trúng hậu quả. Vả lại trong khi đang có quyền lực trong tay, thần nghĩ rằng mình có thể thay đổi hậu quả theo mình muốn. Nghe Thành Bảo trả lời, Trẫm giật mình, vì Trẫm cũng đã nghĩ như vậy. Khi mở bài học ra xem lần đầu tiên, Trẫm đã ruồng bỏ bài học của ông già, nên Trẫm đã mất ngôi và suýt mất luôn cả tánh mạng. Và chính Trẫm là người đã gây nên tội với cha con đề đốc Thanh Phong. Vì nghĩ như vậy nên Trẫm đã truyền tha tội chết cho Thành Bảo. Quan đại thần Hoàng Cái nghe xong ngồi trầm ngâm suy nghĩ, và nỗi bực tức lúc đầu tan biến dần mất. Hoàng Cái và vua Độc Quyết ngồi nhìn nhau, không ai nói với ai một lời. Nhưng đây là một sự im lặng đầy suy tư, rất cần thiết cho mọi hành động. Hồi lâu, vua cất tiếng hỏi: theo ý đại thần thì đại thần có nghĩ rằng nên tha tội chết cho Thánh Bảo chăng? Tâu hoàng thượng, nếu quả thực sự việc đã xảy ra như vậy thì không những nên tha chết cho Thành Bảo, mà còn nên tạo cho nó nhiều cơ hội đối công chuộc tội nữa. Nhưng dù sao đó cũng là công việc nhỏ. Thần nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn là bài học này hay lắm. Nếu hoàng thượng và Thành Bảo biết áp dụng bài học này thì chẳng những không có những tai nạn lớn lao vừa xảy ra, mà còn đem lại sự lợi ích cho quốc gia dân tộc và cá nhân của hoàng thượng, của Thành Bảo vô cùng vô tận. Vậy thì bây giờ phải làm thế nào đem bài học quý báu của ông già ra áp dụng? Vua Độc Quyết bỗng như sực nhớ điều gì, vội cắt ngang câu nói của Hoàng Cái. Câu nói của đại thần nhắc lại
làm cho Trẫm nhớ lời dặn của ông lão là phải áp dụng bài học mới rõ giá trị chân thật của nó. Nhưng làm thế nào để áp dụng bài học này một cách triệt để trong mọi công việc? Tâu, nếu thật tình hoàng thượng muốn áp dụng một cách triệt để thì trước tiên phải làm sao luôn luôn nhớ đến bài học ấy. Một câu ngắn ngủi như vậy có khó gì đâu mà không nhớ. Tâu, vì ngắn ngủi, vắn tắt và đơn giản quá cho nên chúng ta khinh thường không chú ý đến. Thần nghĩ có cách hay nhất để bài học luôn luôn hiện diện trước mắt mọi người là nên ghi khắc nó khắp nơi trên mọi vật dụng. Mắt vua Độc Quyết bỗng sáng lên và ngài nhận thấy sáng kiến của Hoàng Cái rất hay. Ngài nói có vẻ mừng rỡ. Đó là ý kiến rất quý báu, chẳng phải truyền lệnh thực hành ngay tại hoàng cung này. Thế là vua truyền lệnh cho quan nội gián tìm các nhà giáo viết chữ thật đẹp để viết bằng đủ các loại chữ từ lớn đến nhỏ và tuyển mộ các nhà điêu khắc, các thợ mộc, thợ nề, thợ vẽ, thợ sơn, thợ chạm để tùy theo vị trí, địa điểm, nhà cửa, phòng the, vật dụng mà ghi khắc chạm trổ bài học của ông già vào. Thợ thầy lính tráng trong cung nỗ lực làm việc sau một tháng mới xong. Để đánh dấu ngày phát động phong trào áp dụng bài học và gây một xúc động tâm lý trong triều đình và cung điện, vua truyền tổ chức đại lễ để tạ ơn trời đất, thánh thần đã xui khiến cho ông già đem bán bài học cho vua rồi biến mất. Trong buổi lễ có sự tham dự của toàn thể bá quan văn võ, vua Độc Quyết trong bộ lễ phục đại trào đã quỳ lại một cách vô cùng thành kính trước hương án để ăn năn sám hối tội lỗi của mình từ trước, đã suýt nữa làm cho nước mất nhà tan, cơ đồ sụp đổ. Sau đó, vua quay mặt xuống phía bá quan văn võ, tường thuật tất cả sự thật về bài học của ông già mà từ trước đến nay vua đã che đậy. Cũng trong dịp này, vua tuyên bố ân xá tội trạng của Thành Bảo và cho trở về làm dân giả. Cuối cùng, vua long trọng phát nguyện tuân theo bài học của ông già và khuyên bá quan văn võ nên bắt chước theo ngài mà áp dụng bài học ấy. Buổi lễ chấm dứt sau sự trình bày các loại vật dụng trong hoàng cung có ghi khắc bài học ngàn vạn. Chương 6. Quan ngự y và bài học ngàn vàng. Quan ngự y Thái Hòa len lén đóng kín cửa phòng lại, mặc dù các cửa phòng đều đóng kín cả rồi. Quan vẫn nhìn quanh nhìn quẩn xem có ai nhìn ngó mình ở đâu đó không. Bốn bề đều im lặng. Từ ngày vua Đột Quyết đau nặng đã hơn 2 tháng nay, trong cung điện không có tiếng đàn tiếng hát đã đành, mà tiếng cười tiếng nói cũng vắng bặt. Sự vắng lặng làm cho quan ngự y rờn rợn. 3 lần quan lần tay vào chéo áo, 3 lần quan để chéo áo xuống. Thực ra viên độc dược chỉ nhỏ bằng hạt tiêu, khó cho ai có thể nhận ra được. Nhưng khi người ta đã có gian ý thì một cử chỉ nhỏ nhặt người ta cũng e ngại giữ gìn. Nồi thuốc nấu từ sáng đến giờ đã sắp được, chỉ cần lấy viên độc dược trong chéo áo bỏ vào nồi nữa là xong. Nhưng cử chỉ nhỏ nhặt ấy mà khó khăn quá chừng. Có lẽ vì khó khăn như vậy nên vua Quý Lâm mới thuận trả giá cho quan ngự y bằng một nàng công chúa đẹp và một nửa giang sơn nước Nhục Chi. Nguyên là vua Quý Lâm sau khi cho tướng Tùng Sơn đem 100.000 quân sang xâm chiếm nước Nhục Chi bị hoàn toàn thất bại nên đuôi chí phục thù, nhưng chưa có cơ hội. Nhận được tin thám báo cho biết vua Độc Quyết đau nặng, vua Quý Lâm vô cùng mừng rỡ, hồi tướng lãnh lại để bàn mưu đem quân sang đánh. Nhưng các tướng vẫn còn kỷ niệm đau thương của cuộc thất bại trước nên tỏ vẻ e dè. Do đó, quan tể tướng mới kiếm kế mua chuộc quan ngự y Thái Hòa, bỏ thuốc độc cho vua Độc Quyết chết rồi sẽ đem quân sang xâm chiếm sau. Quan tể tướng cho người thân tín giả làm nhà buôn đem quế sang bán cho quan ngự y và đưa thư thuyết phục vì lương y được vua Độc Quyết tin cận ấy. Thái Hòa ban đầu còn do dự, nhưng khi được sứ giả của quan tể tướng đưa bức tranh vẽ chân dung của công chúa nước Quý Lâm cho xem thì không còn đủ nghị lực để từ chối. Cuối cùng quan ngự y đã nhận viên thuốc độc vô cùng mãnh liệt của sứ giả và hứa sẽ thi hành kế hoạch của quan tể tướng nước Quý Lâm. Một tờ cam kết đã được thảo ra giữa hai người và mỗi người cất giữ một bản để làm tin. Sứ giả đã trở về và quan ngự y vào cung chế thuốc như mọi ngày. Chỉ khác là hôm nay
có mang theo viên thuốc độc trong chéo áo. Có một lúc, quan ngự y đã định ném viên thuốc qua cửa sổ cho mất tang tích, nhưng sực nhớ tờ cam kết đang còn trong tay viên sứ giả. Nếu mình không thi hành, thì thế nào quan tể tướng cũng trả thù bằng cách tiết lộ tờ cam kết ấy cho triều đình nước Dục Chi hay. Khi ấy, đã mất vợ đẹp, mất nửa giang sơn gấm dốc, mà lại còn bị tru di cả ba họ vì tội mưu giết vua. Nghĩ như vậy, quan ngự y cương quyết lần viên độc dược ở trong chéo áo ra, lanh lẹ dở nắp nồi thuốc bỏ vào. Chỉ một cử chỉ nhỏ nhặt như vậy thôi mà nãy giờ cứ do dự chần chừ mãi. Hoàng thấy nhẹ nhõm trong người, đứng dậy mở cửa và đi qua đi lại trước hành lang, đợi giờ đem thuốc vào cho vua uống. Hoàng nhìn ra ngoài vườn thượng uyển, cảnh trí thật là đẹp dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn. Hoàng nghĩ thầm, cung điện này vài hôm nữa sẽ về tay ta. Bây giờ ta là một ngự y không quyền thế, nhưng một ngày kia tất cả cung phi mỹ nữ sẽ ở dưới quyền sử dụng của ta. Bọn đình thần bấy lâu nay khinh bạc ta sẽ quỳ lại dưới tay ta. Thật không ngờ vận mệnh con người thay đổi mau lẹ như vậy. Khi trời sụp tối như mọi ngày, một viên thị vệ đến mời quan ngự y đem thuốc vào cho vua uống. Quan ngự y bảo viên thị vệ lấy nồi thuốc đổ vào bát sành, đặt vào khay vàng và bưng vào phòng vua, còn mình thì theo sau. Viên thị vệ quỳ đặt khay thuốc trên chiếc án chân quỳ trước long sàn và lui ra. Quan ngự y vái chào vua và đứng dưới chân giường đợi lệnh. Vua chỉ một chiếc ghế và bảo quan ngự y ngồi xuống. Vua đưa tay bảo, khanh xem mặt cho trẫm hôm nay có khá hơn mọi hôm không? Có thể cho trẫm biết độ bao giờ thì bệnh khỏi hẳn, và nếu có mệnh hệ gì cũng đừng giấu trẫm làm gì, hãy để cho trẫm có thì giờ chuẩn bị. Viên ngự y đặt tay nhà vua lên một tấm khăn rồi quỳ xuống bắt mạch. Vua cảm thấy mấy ngón tay của quan ngự y rung nhẹ nhẹ trên cổ tay mình. Ngài chăm chú nhìn vào mặt quan ngự y, và quan ngự y có vẻ như muốn tránh nhìn mình. Vua gợi chuyện hỏi han về thân thế và gia đình vị lương y. Khanh năm nay bao nhiêu tuổi? Tâu 52. Vậy là thua trẫm 2 tuổi. Chẳng mấy chốc mà đã qua nửa đời người rồi. Nhiều khi trẫm ân hận là chưa làm gì được cho dân, cho nước mà đã sắp lìa trần rồi. Tay quan ngự y rung mạnh trên cổ tay của nhà vua. Vua lại tiếp, khanh à, trẫm chưa muốn chết quá rồi. Khanh hãy làm sao chữa cho trẫm lành bệnh nghe. Quan ngự y dạ một tiếng nhỏ trong cổ họng và cúi mặt nhìn xuống chén thuốc để trên chiếc khay vàng. Bỗng mắt vị lương y như bị thôi miên vì mấy chữ chạm trên chiếc khay và tên thành bát thuốc. Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó. Vị lương y có cảm tưởng choáng váng như đầu của mình bị hút vào tường. Mấy chữ vẫn nằm yên lặng ở đấy, mà quan ngự y tự hỏi, ta đang làm gì đây? Ta bỏ thuốc độc cho vua, vua sẽ uống chén thuốc và sẽ chết trong vài giờ sao? Âm mưu giết vua thế nào cũng bại lộ, ta sẽ bị quan đại thần hoàng cái bắt và chém đầu. Cả gia đình chồng họ ta chắc chắn cũng không thoát khỏi án tử hình, họ thái sẽ tuyệt diệt. Nhưng tiếng xấu vẫn lưu lại muôn đời, ta làm một việc ác lớn lao, chắc chắn ta sẽ thâu nhận một hậu quả vô cùng tai hại. Trong khi suy nghĩ như vậy, mấy ngón tay quan ngự y vẫn nằm im trên cổ tay nhà vua, và vua vẫn để yên tay mình dưới tay quan ngự y. Nhưng đôi mắt vẫn theo dõi, quan sát từng cử chỉ, từng sự biến chuyển trên nét mặt suy tư của quan ngự y. Hồi lâu, vua cất giọng yếu ớt hỏi, khanh xem mạch trẫm thế nào, sắp nguy chưa? Quan ngự y như sực tỉnh, tâu vẻ bối rối. Tâu hoàng thượng, mạch rất tốt, rất tốt. Vua mỉm cười héo hắt, vậy à, trẫm cảm ơn khanh, bây giờ trẫm uống thuốc nghe. Vua vừa nói vừa ngồi dậy với bưng bát thuốc. Quan ngự y hốt hoảng cản tay vua lại nói, xin hoàng thượng hãy khoan.
Vua ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Sao khanh lại không cho ta uống?" Quan Ngự Y sụp quỳ xuống vang lại: "Tâu hoàng thượng, xin hoàng thượng rộng lượng tha tội cho thần, bát thuốc có độc dược." "Sao vậy?" Nhà vua vô cùng kinh ngạc hỏi lại: "Khanh định giết trẫm thật sao?" "Muôn tâu hoàng thượng, thần đã bị vô minh dục vọng làm mờ ám lương tâm. Nhưng nay sự nhìn thấy bài học ngàn vàng khắc trên khay và trên bát thuốc mà thần tỉnh ngộ, tội thần đáng chết. Xin hoàng thượng hãy truyền lệnh hạ ngục đi." Vua trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi từ tốn phán: "Thật quả tội khanh đáng chết, nhưng khanh đã hối hận kịp thời trước khi tội ác xảy ra, nên trẫm tha tội cho khanh. Từ nay về sau hãy hết lòng tận trung với trẫm." Quan Ngự Y dập đầu vái lại và quỳ bên chân nhà vua, vô cùng xúc cảm, không cầm được nước mắt. Bệnh của vua tự nhiên thuyên giảm rất nhiều, mồ hôi ngài toát ra ướt dầm áo bào và cảm nghe trong người nhẹ nhõm. Nhà vua vui mừng quá, tự bảo: "Bài học này quý lắm, 1.000 lương vàng còn rẻ. Nhờ bài học này mà Quan Ngự Y được hối ngộ, khỏi bị tội tử hình và tru di tam tập. Nhờ bài học này mà nước nhà khỏi bất, dân ta không làm nô lệ cho ngoại bang. Và cũng nhờ bài học này mà tánh mạng ta khỏi chết. Thật là bài học vô giá." Nhờ sự vui mừng đó nên trong người vua phấn khởi, khoan khoái, mà bệnh ngài dần dần thuyên giảm. Hết tập 1.